ăn cho Thái ấy, gọi gọi Thái. Bán hoa. Canh, rau ria đầy đủ, người Việt Nam. Okay. Người Việt Nam. Tôm cua đầy đủ. Người Việt Nam tức là gì? Là tiêu chuẩn Việt Nam được đấy. Nếu là có làm còn lại 550 là gần 600 nó có thể tiêu được rồi. Nướng muối nhá, đấy là cá nướng cửa rất là ngon luôn nhé, cá nướng muối. Đang trên đường đi chợ đêm ở Thái Lan. Tại Bangkok. Nga ơi, đi về Việt Nam không đi Thái Lan chơi là phí lắm nha. Chợ đêm của Thái Lan ở Bangkok đây nè. Nhưng mà đi đám trẻ nè, 200 bạc. Đồ ăn vặt ở đây rất là ngon. Và những thứ rất là lạ lắm. Mà ngon nhất là các gỏi ghẹ hoặc là gỏi đồ biển đấy. Nó luộc ngay, nấu ngay tại chỗ và làm gỏi ngay tại chỗ. Mình cứ phải chọn những cái gì mình thích. Ví dụ như là cua, tô, ghẹ, rồi mực các thứ.
Alo ạ. Đêm rồi họ mới nằm neo đấy. Cho nên toàn nằm neo ra đi. Đi bay này lấy ví dụ đi.